Heckler & Koch, 70 năm thăng trầm của nhà sản xuất súng lớn nhất nước Đức. Nói đến những nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới, chúng ta không thể bỏ qua Heckler & Koch, nhà sản xuất vũ khí tới từ nước Đức. Với những khẩu súng được trang bị công nghệ tiên tiến, Heckler & Koch đã gây tiếng vang lớn và trở thành nguồn cung cấp vũ khí quan trọng cho nhiều quốc gia. Mặc dù vậy, trong hành trình hơn 70 năm phát triển, Heckler & Koch cũng không ít lần dính cáo buộc liên quan tới cung cấp vũ khí trái phép. Ra đời sau Thế chiến II. Oberndorf là một thị trấn nhỏ của nước Đức. Cư dân ở đây có biệt tài sản xuất các loại máy móc như máy cưa, máy khoan, các loại máy công cụ, linh kiện, phụ kiện máy móc cơ khí, đặc biệt là súng, thứ đặc sản chết người. Sau thất bại của Đức trong Thế chiến thứ hai, thị trấn này đã thuộc quyền kiểm soát của nước Pháp. Tất nhiên, những nhà máy trong thị trấn, trong đó có nhà máy sản xuất vũ khí danh tiếng Waffenfabrik Moser AG, đã bị lực lượng chiếm đóng của Pháp tháo dỡ. Tất cả hồ sơ nhà máy bị phá hủy theo lệnh của Tổng tư lệnh quân đội Pháp. Tuy nhiên, một đêm khuya năm 1948, ba công nhân tham gia nhà máy xưởng là Edmund Heckler, Theodor Koch và Alex Seiden đã lén đi lấy hai chiếc máy phay và cất giấu chúng dưới đống sắt vụn trên chiếc xe tải chở rác, rồi lái chiếc xe đến một khu lán trại trên đỉnh đồi gần đó. Và cùng với những vật dụng hữu ích khác gom nhặt được, ba người họ đã thành lập một nhà máy gọi là cơ quan kỹ thuật Heckler & Co. Trong cùng năm đó, một năm sau, cơ quan kỹ thuật Heckler & Co đổi tên và được đăng ký chính thức là Heckler & Koch GmbH, viết tắt là HK. Ban đầu, công ty này sản xuất công cụ máy móc, phụ tùng xe đạp và máy may, máy đo và các vật liệu khác. Năm 1956, chính phủ Tây Đức muốn tạo ra một khẩu súng trường mới cho Bundeswehr, quân đội Liên bang Đức. Lúc này, Heckler & Koch đã đưa ra đề xuất sản xuất súng trường G3 dựa trên khẩu ZME của Tây Ban Nha. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự thâm nhập vào thị trường sản xuất súng của công ty. Sau đó, chính phủ Tây Đức đã trao cho Heckler & Koch hồ sơ dự thầu và đến năm 1959, họ tuyên bố G3 sẽ là súng trường tiêu chuẩn của Bundeswehr. Năm 1961, Heckler & Koch phát triển thêm súng máy đa năng 7,62x51mm HK21 dựa trên súng trường G3 đã sản xuất trước đó. Năm 1966, Heckler & Koch đã giới thiệu khẩu súng tiểu liên HK-54. Sau đó, khẩu súng này được đưa vào biên chế vào năm 1969 với cái tên mới là MP5. Hai năm sau, công ty lại giới thiệu súng trường tấn công HK-33 5,56x45mm, một phiên bản nhỏ hơn của súng trường G3, sử dụng loại đạn 5,56mm NATO. Cùng kể từ đó, thì Heckler & Koch dần tham gia vào nguồn máy cung cấp vũ khí cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Danh tiếng của súng trường G3. Việc bán giấy phép sản xuất súng G3 thế hệ đầu tiên là một bước ngoặt quan trọng đưa sản phẩm súng trường Heckler & Koch du nhập vào nhiều quốc gia. Từ thập niên 60 thế kỷ 20, chính phủ Đức đã bán giấy phép cho 15 quốc gia, trong đó có những quốc gia vốn được xem là cấm kỵ với Đức bởi họ đã sử dụng súng G3 để chống lại các mục tiêu lợi ích của chính nước Đức. Kể từ đó, súng G3 đã có mặt hầu khắp thế giới, từ Syria cho đến Somalia, Cộng hòa Trung Phi. Đối tượng sử dụng súng G3 cũng vô cùng đa dạng, từ các chiến binh Hezbollah ở Liban cho đến các nhân viên cảnh sát ở Los Angeles, nước Mỹ. Theo thống kê do nhà hoạt động chống vũ khí Pháp cung cấp, trên thế giới hiện nay, bản đồ phân bố sử dụng súng G3 của Heckler & Koch đã phủ kín toàn cầu, chỉ trừ hai khoảng trắng là khối các quốc gia Đông Âu, khối Warsaw cũ, chuyên sử dụng súng Kalashnikov AK và vùng Bắc Cực. Ngày nay, G3 có một phiên bản cải tiến cao cấp hơn là G36, xuất hiện từ cuối thập niên 90 thế kỷ trước. Và giấy phép để sản xuất phiên bản mới này cũng đã được chào bán cho nhiều nước, trong đó có Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út. Những khẩu súng trường G36 do Heckler & Koch sản xuất được quân đội nhiều nước sử dụng, từ Đức cho đến Ai Cập, Brazil, Indonesia, được lực lượng đặc nhiệm SAS của Anh sử dụng trong chiến tranh Iraq. Heckler & Koch MP5, khẩu tiểu liên huyền thoại của người Đức. MP5 được Heckler & Koch phát triển trong khoảng những năm 60 thế kỷ 20. Dù ra đời khá lâu nhưng nó vẫn là vũ khí yêu thích của nhiều lực lượng tác chiến. MP5 có uy lực bắn không lớn, nhưng bù lại nó có độ giật thấp khi bắn, tốc độ bắn nhanh 800 viên một phút, tốc độ đạn 400m/giây, tầm bắn hiệu quả 25-100m, tầm bắn tối đa 150m. Bên cạnh đó, MP5 nhỏ gọn, nhẹ, có thể lắp thêm phụ kiện. MP5 còn được trang bị nòng rãnh xoắn 3 chế độ bắn khác nhau là an toàn, bắn tự động bắn một viên và tự động bắn liên tục, có cơ chế búa điểm hỏa để tối ưu độ chính xác cũng như sát thương. Ngoài ra, nó còn được trang bị nhiều phụ kiện giúp tối ưu hóa khả năng sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Rãnh baren nòng súng có thể lắp thêm đèn flash, ngắm bắn laser, ống phóng lựu 22mm
có khả năng trang bị lựu đạn hơi cay, nòng giảm thanh. Ngày nay, MP5 có khá nhiều phiên bản như MP5K, MP5KA4, MP5KA1, MP5KA5. Heckler & Koch G11, một tiêu chuẩn mới. Heckler & Koch G11 là loại súng trường tấn công với cấu hình băng đạn gắn phía sau. Đây là sản phẩm thử nghiệm của Đức, được phát triển từ những năm 1960 đến những năm 1980 trong dự án tổng hợp tác phát triển hệ súng trường không có vỏ đạn. Heckler & Koch G11 sử dụng loại đạn không có vỏ. Cả súng và đạn đều rất nhẹ, tốc độ bắn nhanh, chính xác, gần như không có độ giật. G11 có chế độ bắn 2 và 3 viên. Ở chế độ này, tốc độ bắn sẽ rất cao. Các viên đạn sau sẽ được bắn khi độ giật của viên đạn thứ nhất còn chưa kịp tác động đến khẩu súng để làm nó bị lệch. Việc này giúp đảm bảo độ chính xác cao, cho phép các viên đạn có thể đi cùng một đường và đâm vào một điểm trên mục tiêu, giúp gia tăng khả năng xuyên giáp. Hộp đạn gắn phía trên và dọc theo nòng súng có thể chứa 50 viên đạn, sau đó giảm xuống còn 45 viên do vấn đề tản nhiệt, khá nhiều nếu so với các loại súng khác có cùng kích thước. Do không có vỏ, kích thước nhỏ cũng như thuốc súng được ép dưới dạng hình chữ nhật nên tiết kiệm được không gian. Mẫu nâng cấp có thêm hai rãnh ở hai bên để gắn các hộp đạn dự trữ cũng như có thể gắn thêm lưỡi lê cùng với chân chống phía bên dưới. Hệ thống nhắm cơ bản của G11 là hệ thống nhắm quang học 1X. Điểm yếu của G11 là khi dùng đạn không vỏ, tất cả nhiệt lượng sẽ truyền thẳng vào các bộ phận của súng, khiến súng nóng lên rất nhanh. Nếu không có cơ chế tản nhiệt phù hợp, cộng với việc tốc độ bắn cực nhanh, sẽ sinh ra hiện tượng đạn nổ trong súng. Chính vì lý do này, G11 phải có thời gian nghỉ sau khi bắn hết một băng đạn. Để giảm tỷ lệ đạn bị nổ trong súng, một loại thuốc đạn không vỏ mới đã được phát triển, sử dụng nitrocellulose thay cho hexogen để nó cháy chậm hơn và bọc một lớp mỏng hợp chất đặc biệt để cách nhiệt cũng như tăng sức chịu nhiệt của viên đạn lên đến khoảng 100 độ. Dù hiệu quả tác chiến cao nhưng chương trình phát triển và trang bị G11 đã bị hủy bỏ do sự kiện bức tường Berlin sụp đổ, chiến tranh lạnh kết thúc kéo theo nhu cầu vũ trang không quá cấp bách như trước kia. Chỉ có 1.000 khẩu G11 được sản xuất và đến tay lực lượng quân đội Bundeswehr của Cộng hòa Liên bang Đức, nhưng sau đó nó đã bị thay thế bởi G36. Năm 2004, Hoa Kỳ đã sử dụng lại thiết kế G11 để phát triển một loại súng máy hạng nhẹ mới của riêng mình trong dự án Lightweight Small Arms Projectiles. Đa dạng hóa sản phẩm và qua tay nhiều đời chủ. Năm 1974, Heckler & Koch đa dạng hóa hoạt động sản xuất của mình thành hai lĩnh vực là thực thi pháp luật, phòng thủ và thể thao săn bắn. Kể từ đó, công ty đã thiết kế và sản xuất hơn 100 loại vũ khí và thiết bị khác nhau cho các tổ chức thực thi pháp luật, quân đội, cũng như các cuộc thi bắn súng và thể thao săn bắn. Năm 1990 đánh dấu cột mốc 2 thập kỷ lừng lẫy của một công ty sản xuất súng châu Âu. Trong năm này, Heckler & Koch sản xuất các nguyên mẫu của súng trường quân sự HKG-41 dành cho Bundeswehr, lúc này đã là lực lượng vũ trang thống nhất của nước Đức. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình chính trị, Đông và Tây Đức đều thống nhất cắt giảm ngân sách quốc phòng, nên các tài trợ từ chính phủ để hỗ trợ sản xuất cho Heckler & Koch không còn được đảm bảo. Cuối cùng năm 1991, Heckler & Koch được bán cho British Aerospace, một nhà sản xuất máy bay, đạn dược và hệ thống phòng thủ của nước Anh. Trong năm 1994-1995, chính phủ Đức đã trao hợp đồng để cho Heckler & Koch sản xuất một khẩu súng trường tấn công tiêu chuẩn mới cho lực lượng vũ trang thống nhất của Đức. Heckler & Koch đã phát triển và sản xuất Project HK50, một loại súng trường tấn công polymer gia cố bằng sợi carbon nhẹ. Ngoài ra, họ còn sản xuất HK, biến thể của loạt súng ngắn USP, được sản xuất từ năm 1989. Năm 1999, Heckler & Koch lại đổi chủ. Lần này, họ về dưới trướng của Bear System, một công ty quốc phòng an ninh và hàng không vũ trụ đa quốc gia của Anh. Cũng trong thời gian này, Heckler & Koch đã ký hợp đồng tân trang súng trường SA-80 cho quân đội Anh. Đến năm 2002, Bear System tái cấu trúc và bán Heckler & Koch cho một nhóm các nhà đầu tư tư nhân. Các cổ đông tiêu biểu trong nhóm này là Andreas Hestren và Keith Halsey. Heckler & Koch và những vụ kiện. Năm 2010 đánh dấu bước ngoặt đi xuống của nhà sản xuất súng lớn nhất nước Đức, Heckler & Koch. Sau 26 năm dày công theo đuổi cuộc đấu tranh chống vũ khí sát thương, nhà hoạt động Kreisling đã gặt hái thành công đầu tiên, đưa HNK ra tòa vì đã cung cấp 9.500 khẩu súng trường G36 cho Mexico trong các năm 2006 đến 2009 mà không khuyến cáo phạm vi sử dụng loại súng này. Khi dư luận về vụ cung cấp súng đó ngày càng nóng lên, giới chức Đức mới vào cuộc, tổ chức thanh tra lục soát tổng hành dinh của HNK ở thị trấn Oberndorf. Vài tuần sau, người phụ trách các vấn đề pháp lý của hãng buộc phải từ chức sau khi các nhà điều tra phát hiện thêm những phi vụ buôn bán vũ khí trái phép. HNK
cũng buộc phải sa thải một số nhân viên có liên quan trong các phi vụ buôn bán súng trái phép. Heckler & Koch từng bị cáo buộc vận chuyển vũ khí cỡ nhỏ đến các vùng xung đột như Bosnia và Nepal. Theo báo giới, một kho vũ khí chứa lượng lớn súng trường tấn công G-36 đã rơi vào tay phiến quân trong cuộc tấn công vào tháng 8 năm 2011 của Muammar Gaddafi ở Tripoli. Không rõ có bao nhiêu khẩu được xuất khẩu sang Libya và được xuất khẩu bởi ai. Ngoài ra, Heckler & Koch còn từng bị chính phủ Đức cáo buộc cung cấp vũ khí trái phép cho Mexico và phải chịu khoản tiền phạt 3,7 triệu euro. Sau đó đến lượt Heckler & Koch kiện ngược lại chính phủ Đức. Một tòa án ở Đức ngày 23 tháng 6 2016 đã yêu cầu chính phủ phải quyết định liệu Heckler & Koch có được phép xuất khẩu linh kiện vũ khí sang Ả Rập Saudi hay không. Đây được xem là thắng lợi của hãng sau quá trình xin phép kéo dài. Hãng đã nộp đơn kiện lên tòa án hồi năm 2015 chống lại việc chính phủ nước Đức trì hoãn cấp phép xuất khẩu sang Ả Rập Saudi linh kiện lắp ráp súng trường tấn công G-36. Trước đó, năm 2008, chính quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ký một thỏa thuận béo bở cho phép Ả Rập Saudi được sản xuất loại súng trường G-36. Tuy nhiên, cách đây 2 năm, chính phủ Đức đã thay đổi các quy định về xuất khẩu vũ khí do sức ép của dư luận và giới báo chí trong nước. Hồi tháng 1/2016, Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel tuyên bố Đức khó có thể xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Saudi sau khi nước này tiến hành hàng loạt vụ hành quyết tập thể các tù nhân. Từ lâu, các đảng đối lập cũng như các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi chính phủ Đức ngừng toàn bộ việc xuất khẩu vũ khí tới khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, trong năm 2015, doanh số xuất khẩu vũ khí của nước Đức tới Ả Rập Saudi vẫn đạt 270 triệu euro. Về phần mình, Ả Rập Saudi cho rằng hệ thống luật pháp của nước này dựa trên đạo Hồi và việc xét xử của tòa án là hoàn toàn độc lập. Vào năm 2019, Bộ Tài chính Đức cho biết công ty Heckler & Koch đã đệ đơn và bản kế hoạch bán lại toàn công ty cũng như bằng sáng chế, bản quyền các sản phẩm của mình cho một công ty khác. Tuy nhiên, tên của công ty đó vẫn đang được giấu kín. Nguyên nhân dẫn đến việc này là báo cáo lỗ trong suốt các năm 2017, 2018, 2019 của công ty. Lợi nhuận hàng năm đều không có. Heckler & Koch rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất. Một phần của việc kinh doanh thua lỗ chính là do họ vướng vào các vấn đề pháp lý với cáo buộc buôn bán vũ khí trái phép. Hậu quả kinh khủng đằng sau những khẩu súng. Với việc bán giấy phép sản xuất súng cho nhiều quốc gia, công tác kiểm soát sử dụng cũng trở nên khó khăn hơn. Jürgen Kresslin, một nhà hoạt động chống phổ biến vũ khí sát thương, chuyên theo dõi các nhà sản xuất vũ khí Đức cho rằng, một khi giấy phép sản xuất đã được cấp cho các quốc gia khác, thì không gì có thể ngăn cản việc các quốc gia đó cung cấp súng cho nhiều nơi khác nữa, tức là mức độ phổ biến vũ khí lan rộng rất nhanh. Các đời chính phủ Đức trong suốt hơn 60 năm qua đều cho rằng việc sản xuất và xuất khẩu súng, đặc biệt là súng G3, G36 của hãng Heckler & Koch là nhằm mục tiêu tạo sự ổn định tại nhiều điểm nóng xung đột trên thế giới. Thế nhưng súng G3 và nhiều loại súng khác xuất xứ từ thị trấn Oberndorf luôn làm điều ngược lại, gây ra những cái chết oan uổng cho hàng ngàn người. Súng G3 từng được sử dụng để giết hại người da đen trong các cuộc xung đột ở Nam Phi thời kỳ Apartheid, trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam và cả trong cuộc chiến Iran-Iraq năm 1981 đến 1988. Nó hiện diện trong các cuộc xung đột hiện tại ở Cộng hòa Congo, Mali, là thứ vũ khí được bọn tội phạm ma túy ở Mexico dùng để giết hàng chục ngàn người. Đã có thời điểm số lượng súng G3 được bán ra trên toàn thế giới lên đến con số 20 triệu khẩu, và nạn nhân của súng G3, G36 cũng ngày càng tăng lên. Mỗi ngày có 114 người phải chết vì súng G3, G36. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!